Kỹ năng sống cho bé. Ở nhà các bạn đã bao giờ thức tay có mù quà chưa? Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách có mù quà nhé. Trước tiên để mù quà chúng ta phải chuẩn bị đó là thứ gì các bạn ăn. Tùy vào món quà của các bạn to hay nhỏ, các bạn chọn đồ để cho phù hợp nhé. Chứ hôm nay mình chọn nhiều món quà đó là chưa này. Băng dính và kéo, và mình chuẩn bị thêm đó là những tờ giấy màu hình vuông để làm nơi các bạn ạ, và không thể thiếu đó là giấy gói quà. Các bạn hãy cùng mình gói quà nhé. Trước tiên các bạn đo hộp quà vào giấy gói quà và cắt cho nó vừa. Chúng ta dùng keo, nếu mà nhà các bạn không có keo, có thể dùng băng dính. Đo mét. Đo vào mét. Một tay các bạn giữ ôm để nó không trôi, sau đó lấy keo cô đầu. Sau đó lấy giấy dán vào chỗ keo rồi bôi. Kỹ năng sống cho bé. Trước tiên làm nơ, chúng ta cần phải cho một tờ giấy màu hình vuông. Còn đây là tờ giấy màu cam các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành gập nơ nhé. Các bạn gập đôi này, gập chéo này để tạo thành các đường nét như mình nhé.
kỹ năng sống cho bé. This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played three. He played knick-knack on my knee with a knick-knack.